Hey guys, welcome back to our channel. Our lesson today is lesson 1, Unit 6, Community Services Workbook, I Learned Smart Words. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là bài 1 trong phần Unit 6, chủ đề Community Services, những dịch vụ công cộng, sách bài tập, I Learned Smart Words. Alright. Now, in lesson 1, we are going to review public services in your town. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một số dịch vụ công cộng ở tỉnh của bạn nhé. We are going to use definite and indefinite articles. Và chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng hay ôn lại những cái mẫu từ xác định hay không xác định. And the last one, we are going to use prepositions of place. Và phần cuối cùng, phần 3 đó là chúng ta sẽ sử dụng về các giới từ chỉ nơi chốn. Alright, now are you ready? Let's get started. The first one, new words. A, unscramble the words. Đầu tiên là phần sắp xếp lại từ. Trong bài học 1 thì chúng ta đã học những cái từ nào? Library. Đấy, là thư viện. We have train station. Là gì? Là nhà ga. Police station là cục cảnh sát. Post office là gì? Bưu điện. Bus station là trạm xe buýt. Hospital là bệnh viện. Alright, mình đã học những cái từ đó. Ok, now let's do this exercise together. Number one, we have the letter Y, R, A, R, I, L, B. So here, this is a library. Okay, this is library, là thư viện nha. And the second one, we have the letter I, N, O, double T, R, X, double A, T, I, N. Here is a, can you guess? Train station. Good job, everyone. Train station. Alright. And number three, we have the letter T, double I, E, C, O, L, P, N, O, T, A, X. So, can you guess what letter is this? Good job, everyone. Police station. Police station. Cục cảnh sát nhé. Police station. Đồn cảnh sát. Alright. So number four. Number four, we have the letter F, O, E, T, I, F, O, P, C, S. So, what letter is this? Can you guess? Alright. Post office. Post office. Alright. Building. Alright. So number five, we have the letter S. B, U, T, A, T, S, I, O, N. So what letter it is? Yes, good job everyone. This is bus station. Bus station. Trạm xe buýt. Alright, bus station. Trạm xe buýt hay là bến xe buýt nhé. And the last one, we have the letter L, A, P, T, I, H, O, S. And this is the letter hospital. Hospital. Ok, bệnh viện nhé. Alright, very, very good guy. Now, let's see. Number one, library, thư viện. Number two, train station, nhà ga. Hay là ga tàu, hỏa. Alright, number three, police station, là gì? Đồn cảnh sát. Alright, number four, post office. Post office là gì? Bưu điện. And number five, bus station.
bus, station, trạm xe buýt. Alright, and the last one, hospital. Hospital là bệnh viện nhé. Alright, very good guy. Now let's move on. B. Read the sentences and number the pictures. Phần B, chúng ta sẽ đọc những câu sau và đánh dấu vào mỗi bức tranh nhé. Number one. Number one, the hospital is opposite the library on Yellow Street. The hospital is opposite the library on Yellow Street. Bệnh viện thì đối diện với thư viện trên đường Yellow Street. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm đường Yellow Street. Alright, Yellow Street here. Ok, như vậy là ta có gì? Bệnh viện thì đối diện với thư viện trên đường Yellow Street. So number one, the picture F here. The hospital is opposite the library on Yellow Street. Bệnh viện thì đối diện với thư viện trên đường Yellow Street here. So number one is picture F. Okay, number two, the library is between the cafe and the bakery on Maple Street. The library is between the cafe and the bakery on Maple Street. Thư viện thì nằm giữa quán cà phê và cửa hàng bán bánh trên đường Maple. Okay, here we see the library here is between the cafe and the bakery on Maple Street. On Maple Street. Như vậy ở đây ta có gì? Thư viện thì nằm giữa quán cà phê và tiệm bánh trên đường Maple. So number two is B. Again, number two is picture B. Như vậy là câu số 2 này là của bức tranh B. Okay, number three. The police station is opposite the train station on White Street. The police station is opposite the train station on White Street. Now, which one is White Street? Here, it says the police station is opposite the train station on White Street here. Câu số 3 nói như sao? Câu số 3 nói là cái đồn cảnh sát thì đối diện với cái nhà ga trên đường Y. Okay. The police station is opposite the train station on Y Street. Cái đồn cảnh sát thì đối diện với cái nhà ga trên đường Y. So, number three, with picture D, right? Number three, picture D. Như vậy là câu số 3 là của bức tranh D. Okay, number four, the hospital is next to the restaurant on Main Street. The hospital is next to the restaurant on the Main Street. Đây ta có gì? Cái bệnh viện thì nằm kế bên cái nhà hàng trên đường Main. Okay, the hospital is next to the restaurant on the Main Street. So number four, with picture A, right? Number four is picture A. Như vậy câu số 4 là bức tranh A. Alright, now number 5. The bus station is next to the park on Main Street. The bus station is next to the park on Main Street. Here, the bus station is next to the park on Main Street. On Main Street. So, cái trạm xe buýt thì kế bên cái công viên trên đường Main. So, the bus station is next to the park on Main Street. So, number five, with picture A, right? Như vậy là câu số 5 là của bức tranh A. Okay, and the last one, last sentence. The post office is next to the bus station on Orange Street. The post office is next to the bus station on Orange Street. Okay. The post office is next to the bus station on Orange Street. Cái bưu điện thì kế bên cái trạm xe buýt trên đường Orange. Okay, so number C with picture C. Number C is picture C. Như vậy là câu số 6 là bức tranh C. Okay.
Alright, very good guys. Now let's move on. Listening. Listen and filling the blanks. Phần này chúng ta sẽ cùng nhau nghe và điền vào chỗ trống nhé. Now, number one, the bus station is opposite the library. Trạm xe buýt thì là đối diện với thư viện. Alright, number two, the library is the post office. Cái thư viện thì như thế nào với cái bưu điện? Kế bên hay là đối diện? Okay, now let's listen later. Okay, number three, the hospital is the police station and the post office. Bệnh viện thì sao với cái đồn cảnh sát và cái bưu điện? Okay, các bạn để ý nè, ở đây trong câu này ta có từ and. Ha, như vậy thì cái giới từ ở đây của chúng ta sẽ là next to, between hay là opposite. Can you guess? Between, right? Ở cái câu số 3 này, mặc dù là chúng ta chưa nghe bài nghe nhưng mà chúng ta cũng có thể đoán được cái từ ở đây có thể sẽ là between, tại vì nó có and nè, between thì đi với and. Okay. Okay, between and. Alright, so number four, the bus station is the train station. The bus station là cái trạm xe buýt. Thì như thế nào với cái nhà ga đối diện hay là kế bên? Okay, hay là ở giữa? Okay, nhưng mà between ở đây là không có chọn rồi nè. Tại vì between là phải đi với and, nên là ở đây mình sẽ suy nghĩ là cái câu số 4 này, một là opposite, hai là nature. Okay, number six, the train station is the library. Cái nhà ga thì như thế nào với cái thư viện? Opposite, đối diện, hay là nature, là kế bên? Alright, now listen together and fill up. Now listen together and filling the blanks. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và các em sẽ điền vào chỗ trống những cái vị trí này nhé. Alright, are you ready? Okay, now listen. Lesson 1. Track 17. Page 32. Listening. Listen and fill in the blanks. 1. Excuse me, is there a bus station near here? Yes. There is a bus station opposite the library. Oh, great. Thank you. 2. Excuse me, is there a library near here? Yes, there is. It's opposite the post office on Main Street. Thank you. 3. Excuse me, is there a hospital near here? Yes, it's between the police station and the post office. Thank you very much. 4. Excuse me, is there a bus station near here? Yes, the bus station on Green Street. It's next to the train station. Thank you. 5. Excuse me, is there a train station near here? Yes, the train station next to the library. Is that on White Street? That's right. Thank you. Now, listen again. Okay, did you get your answer? Now, let's see the audio clips and check your answer. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại và cùng nhau xem lại nội dung của bài nói nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra câu trả lời của mình đúng hay là chưa nhé. Now, listen. Lesson 1. Track 17, page 32. Listening. Listen and fill in the blanks. 1. Excuse me, is there a bus station near here? Yes, there is a bus station opposite the library. Oh, great, thank you. 2. Excuse me, is there a library near here? Yes, there is.
It's opposite the post office on Main Street. Thank you. 3. Excuse me, is there a hospital near here? Yes, it's between the police station and the post office. Thank you very much. 4. Excuse me, is there a bus station near here? Yes, the bus station on Green Street. It's next to the train station. Thank you. 5. Excuse me, is there a train station near here? Yes, the train station next to the library. Is that on White Street? That's right. Thank you. Now, listen again. Alright, so, did you get great answer? Very good guy. Now, let's translate together. Number one, Bob, excuse me, is there a bus station near here? Xin lỗi, có cái trạm xe buýt ở gần đây không? Well, Wilma, yes, there's a bus station opposite the library. Có cái trạm xe buýt đối diện với thư viện. Bob, oh great, thank you. So, number one, the bus station is opposite the library. Như vậy là cái trạm xe buýt đối diện với thư viện. Alright, so number two, Martha, excuse me, is there a library near here? Xin lỗi, có cái thư viện gần đây không? Frank, yes, there is. It's opposite the post office on Main Street. Bạn Frank nói sao? Có, nó thì đối diện với bưu điện trên đường Main Street. So, a library. So, the library is opposite the post office on Main Street. Như vậy là đối diện nhé. Như vậy là cái thư viện đối diện với cái bưu điện trên đường Main Street. So number two, opposite. Okay. Number three, Bill, excuse me, is there a hospital near here? Bill sẽ nói như sao? Xin lỗi, có cái bệnh viện gần đây không? Lisa, yes, it's between the police station and post office. Okay, Lisa có nói như sao? Có, nó nằm chính giữa cái gì? Cái đồn cảnh sát và cái bưu điện. Alright, so number three, we get right. Okay, between, chúng ta đã đoán đúng không? Như vậy là câu số 3 này là sẽ là between. Between thì đi với and nhé. Number 4, Laura, excuse me, is there a bus station near here? Laura nói như sao? Xin lỗi, có cái trạm xe buýt gần đây không? Bob, yes, the bus station is on Green Street. It's next to the train station. Yes, the bus station is on Green Street. It's next to the train station. Bob nói như sao? Yes, có. Cái trạm xe buýt thì đi. Cái trạm xe buýt thì trên đường Green. Nó kế bên cái ga tàu hỏa. Nó kế bên cái nhà ga. Okay, so here, next to. Number 4, the bus station is next to the train station. Như vậy là trạm xe buýt thì kế bên cái nhà ga nhé. And number 6. And number 6. Martin, excuse me, is there a train station near here? Xin lỗi, có cái nhà ga gần đây không? Betty, yes, the train station is next to the library. Có. Cái nhà ga thì kế bên cái thư viện. So, number 6, the train station is next to the library. Như vậy là cái nhà ga thì kế bên cái thư viện. Okay, Martin, is that on White Street? Đó là nó ở trên đường White, đúng không? Betty, that's right. Đúng vậy, Martin. Thank you. Cảm ơn. Okay. Alright. Now, did you get all right answers? Các bạn đã đúng hết 6 câu này không? Okay, very good. Now, let's move on. The next one is
Grandma, look at the pictures and write the answer. Trong phần này, chúng ta sẽ nhìn vào các bức tranh và viết ra câu trả lời nhé. Number 1. Joe, excuse me, is there a hospital near here? Xin lỗi, có cái bệnh viện gần đây không? Mình sẽ trả lời sao? Yes, the hospital is on Main Street. It's next to the police station. Okay, it's next to the police station. Có cái gì? Cái bệnh viện thì nằm trên đường Main Street. Nó thì kế bên cái đồn cảnh sát. It's next to the police station. Okay. So number 2, look at the picture number 2. Look at the picture number 2. Jill nói như sao? Excuse me, is there a library near here? Xin lỗi, có cái thư viện gần đây không? Here the library. And we answer. Chúng ta sẽ trả lời sao? Yes. Okay. Yes. Có the library. The library is on Queen Road. It's next to the train station. Okay. It's next to the train station. Như vậy là có cái thư viện đúng không? Cái thư viện thì nằm trên đường Queen Road và nó kế bên cái nhà ga. Ok, ở đây có từ a library. Lần đầu tiên nói, nhắc đến thì chúng ta sử dụng mạo từ a. Ok, khi nhắc lại chúng ta sẽ sử dụng mạo từ the. Ok. Ok, very good guy. Now, picture number 3. Jill, excuse me, is there a post office near here? Post office near here? Me, we answer, yes, the post office is on Oak Street, right? It's opposite the bus station, okay? Yes, the post office is on Oak Street. It's opposite the bus station. Ok, như vậy là gì? Có cái bưu điện thì nằm trên đường Oak và nó đối diện với trạm xe buýt. Ok. Number 4. Mars, excuse me, is there a supermarket near here? Xin lỗi, có cái siêu thị gần đây không? We answer, yes. The supermarket. Ok, khi hỏi lần đầu tiên, khi nhắc đến lần đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng mạo từ an. Khi lặp lại, chúng ta sẽ sử dụng mạo từ the, xác định. The supermarket. Yes, the supermarket is on street. The supermarket is on Red Street. Ok, cái siêu thị thì nằm trên đường Red. It's next to the hospital. It's next to the hospital. Okay, nó kế bên cái bệnh viện. Alright, very good guy. Now let's move on. The last one, writing. Phần cuối sẽ là phần viết. Write the sentences saying where the hospital, library, train station, bus station, and police station are. Write 50 to 60 words. Phần này chúng ta sẽ viết những câu sau và hãy nói. Chúng ta sẽ nói những cái bệnh viện này thì ở đâu? Thư viện ở đâu, nhà ga ở đâu, trạm xe buýt ở đâu, đồn cảnh sát ở đâu. Ok, chúng ta viết 50 đến 60 từ nhé. Write 50 to 60 words. 50 đến 60 từ. Alright. For example, we have here. The hospital is on Main Street. It's opposite the post office. The hospital here. The hospital is on Main Street. It's opposite the post office here. Ok, cái bệnh viện thì nằm trên đường Main và nó đối diện với cái bưu điện. Alright. Here, the library. The library here. We can say the library is on King's Row. The library is on King's Row. It's opposite the bus station. It's opposite the bus station. Ở đây ta có gì? Cái thư viện thì nằm trên đường King Road và nó đối diện với cái
Tram xe buýt. Okay. Bus station. Bus station where? Here, bus station. The bus station is King's Road. It's opposite the library. Okay, it's opposite the library. Or you can say the bus station is King's Road. It's next to the hospital. It's next to the hospital. Okay. Một là mình có thể nói là cái trạm xe buýt này nằm trên đường King's Road. Nó đối diện với cái thư viện. Hoặc là mình cũng có thể nói là nó kế bên cái bệnh viện. Alright. A train station. Where is a train station? The train station is on Main Street. It's opposite the police station. Or you can say it's next to the bakery. Okay. Cái nhà ga thì nằm trên đường Main. Nó đối diện với cái đồn cảnh sát. Hoặc có thể là mình nói là nó kế bên cái tiệm bánh. And police station here. Police station here. Where is a police station? The police station is on Main Street. It's next to the restaurant. Okay, cái đồn cảnh sát thì nằm trên đường Main, nó kế bên nhà hàng. Okay, or you can say the police station is on Main Street. It's opposite the train station. Hoặc có thể là bạn có thể nói là cái đồn cảnh sát thì nằm trên đường Main và nó đối diện với cái nhà ga. Alright. Okay, now let's see the key. Had some breakfast for you. Are you clear? Okay, we stop here. Thank you so much for your listening and see you next video. Bye!